Sáng ngày 3 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương chủ trì cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2018 với chuyên đề về kêu gọi đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện, tỉnh Đồng Tháp đã thu hút được 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1.980 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực giáo dục có 7 dự án, vốn đầu tư 430 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế có 5 dự án, tổng vốn hơn 1.150 tỷ đồng. Lĩnh vực môi trường có 3 dự án, vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Theo các đại biểu, thuận lợi trong việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, đó là chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi và tích cực hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án. Các chính sách ưu đãi của tỉnh đã tạo điều kiện cho các dự án giảm nhẹ áp lực về tài chính trong giai đoạn đầu tư và những năm đầu hoạt động. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng mỗi lĩnh vực đều có những khó khăn nhất định. Trong lĩnh vực giáo dục, các dự án thường có chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Tỉnh chưa có đề án chuyển đổi từ trường mầm non công lập sang tư thục để làm căn cứ kêu gọi đầu tư. Lĩnh vực y tế gặp khó về quy định điều kiện tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện tư chưa rõ ràng, thủ tục phức tạp và tốn nhiều thời gian. Bệnh viện tư khó tuyển bác sĩ có kinh nghiệm. Khó khăn ở lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, đó là hành lang pháp lý để kêu gọi đầu tư hồ bơi, sân bóng trong trường học chưa rõ ràng nên khó thực hiện. Với những khó khăn trên, người đứng đầu các sở ngành tỉnh đề ra nhiều giải pháp để khắc phục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương thống nhất và yêu cầu triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp để thu hút ngày càng nhiều nguồn lực của xã hội từ tài chính đến nhân lực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở ngành liên quan rà soát lại các chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận những cơ chế, chính sách mà nhà đầu tư được hưởng, đồng thời chia sẻ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.